Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Tozinex Syrup được sản xuất tại Bidifa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Tozinex Syrup cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Tozinex Syrup Kẽm, dưới dạng kẽm sunfat monohydrat 10mg Tá dược vừa đủ 5ml Dạng bào chế thuốc Siro Công dụng và chỉ định của Tozinex Syrup Dùng cho người lớn và trẻ em để điều trị thiếu kẽm. Bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng ở trẻ em. Phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú. Chế độ ăn kiêng hoặc thiếu cân bằng, nuôi ăn lâu dài qua đường tĩnh mạch. Chống chỉ định của Tozinex Syrup. Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Suy thận. Liều dùng và cách dùng Tozinex Syrup. Liều dùng. Trẻ em dưới 10kg, 5ml 12 lần trên ngày. Trẻ em từ 10 đến 20 kg, 10 ml 11 đến 3 lần trên ngày. Trẻ em và người lớn trên 30 kg, 20 ml 11 đến 3 lần trên ngày. Cách dùng: Để hấp thu tốt nhất nên uống siro kẽ 1 giờ trước khi ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn. Nhưng nếu xảy ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa có thể uống thuốc trong bữa ăn để khắc phục. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng Tozinex syrup tránh dùng đồng thời với đồng, sắt, canxi để tránh xảy ra tương tranh làm giảm hấp thu kẽm, nên uống cách xa nhau khoảng 2 đến 3 giờ. Tác dụng phụ của Tozinex syrup có thể gặp các triệu chứng đau bụng, khó tiêu, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, kích thích dạ dày và viêm dạ dày. Đặc biệt các triệu chứng này thường gặp hơn khi uống thuốc lúc đói và có thể khắc phục bằng uống trong bữa ăn. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thận trọng khi sử dụng. Tác động của thuốc đối với người lái xe và vận hành máy móc. Không ảnh hưởng. Tương tác thuốc. Hấp thu kẽm có thể giảm khi dùng chung với chế phẩm chứa sắt, phosphor, penicillamine, tetracycline. Kẽm làm giảm hấp thu đồng. Hy vọng. Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Tozinex Syrup, đồng thời biết cách sử dụng Tozinex Syrup sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham